bài thể dục phát triển chung liên hoàn 50 động tác dành cho nam khối 11. Tư thế chuẩn bị: đứng nghiêm. Động tác 1, kiểng chân, hai tay lăng thẳng từ dưới sang ngang lên cao, bàn tay vỗ vào nhau một lần, thân người căng, mắt nhìn thẳng. Động tác 2, hai tay đưa thẳng từ trên cao sang ngang xuống dưới, hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. Động tác 3, như động tác 1, nhưng vỗ tay hai lần thật nhanh. Động tác 4, như động tác 2. Động tác 5 và 6, hai tay đan chéo trước thân, thực hiện tại chỗ. Động tác liên tục, kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chất cao, mắt nhìn thẳng. Động tác 7, hạ hai tay, thành giang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chất cao. Động tác 8, hai tay giơ chất cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chất cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Động tác 9 như động tác 7. Động tác 10, chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay giang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng.